知道吗？Nói sao nữa? Xin được kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Hiền ở China. Kính thưa ông bà cô chú anh chị và các bạn, ở trong miếu thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu Trung Quốc, trên bức tượng Nhạc Phi uy nghiêm có đề bốn chữ ở trên bảng rất lớn, đó là Hoàn Ngã Hà Sơn, đọc từ phải sang trái, hoàn lại núi rông của ta. Hôm nay mời cả nhà mình cùng theo chân gia đình Hiền đến du lịch ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, đến thăm đền thờ Nhạc Phi ở bên bờ Tây Hồ Hàng Châu. Nhạc Phi là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử quân sự Trung Quốc. Ông sinh năm 1103, mất năm 1142. Nhạc Phi, chữ tài đi với chữ tay một vần. Ông là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sinh năm 1103, mất năm 1142. Bị vợ chồng Tần Cối và Vương Thị hãm hại, khiến cho lòng dân oán hận đến tận ngày nay. Người Trung Quốc muốn nguyền rủa hai vợ chồng nhà này, bèn làm hai viên bột mì hình người dính vào nhau, đem rán trong dầu, được gọi là du gia quỷ, hay là dầu trá quẩy. Hàm ý mong cho cặp vợ chồng kẻ phản nghịch bị nấu trong chảo dầu ở địa ngục. Mộ Nhạc Phi ở bên bờ Tây Hồ Hàng Châu cũng có đúc bức tượng vợ chồng Tần Cối Vương Thị bằng gang, hình dáng quỳ bên mộ tạ tội. Người tới viếng mộ Nhạc Phi thường nhổ nước bọt hoặc cầm dùi đập vào đầu tượng cho hả giận. Đây là tượng sắt của Tần Cối và vợ. Tần Cối và vợ Vương Thị phải quỳ ở trước mộ của Nhạc Phi để chịu tội. Ở trên là Vương Thị Quáng Sư. Chúng là Chín Khuê, Tần Cối. Ở trên người ta có ghi là tham quan văn minh, cấm khạc nhổ. Bởi vì là nhiều người đến đây cũng nhổ nước bọt lên hai cái tượng sắt này khinh bỉ á mọi người. Cái vết nước bọt ở trên này. Thời nhà Tống ở bên Trung Quốc có một người họ Tần tên Cối. Tần Cối xuất thân con nhà quan lại, thời trẻ cũng là người có tài, học giỏi, sau được trọng dụng cất nhắc dần lên tới chức tể tướng. Thế nhưng vì thiếu lòng trung với nước, lại có mấy năm bị khiếp sợ do bị phương Bắc bắt giữ mà dần dần bị tha hóa, bán thân cho ngoại bang ở nước Kim. Cam Tâm là một kẻ tay sai, đại diện cho nước ngoài ngay tại triều đình nước mình. Thời ấy cũng có Nhạc Phi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, do học giỏi, võ nghệ cao cường, tính tình cương trực mà dần dần trở thành một vị tướng nổi tiếng của triều Tống. Nhạc Phi dẫn binh chống lại quân Kim, được nhân dân cả nước tín nhiệm yêu quý vì Nhạc Phi chủ trương kiên quyết kháng Kim mà ông đã trở thành chướng ngại lớn nhất trong kế hoạch cầu hòa bán nước của Tần Cối. Thấy danh nghĩa của Nhạc Phi vượt qua mình, Tần Cối rất là căm tức. Hắn tâu lên nhà vua rằng thiên hạ bách tính đều chỉ biết ca ngợi có Nhạc Phi, chứ còn không biết có hoàng đế là ai. Cuối cùng do âm mưu thâm độc của Tần Cối và vợ hắn là Vương Thị, mà Nhạc Phi và con là Nhạc Vân cùng nhiều tướng lĩnh khác đã bị mang ra xét xử, xử chém hàm oan. Sau cái chết của Nhạc Phi, lòng dân khắp nơi oán hận căm thù Tần Cối. Nam Lý Sử Hoàng, khai. 气壮山河，这个是宋朝的一个特别有名的将军。他二十多岁就参军，然后到三十多岁就成为了抗击。日天昭星，对，他三十多岁就成为了抗击北方金人的第一大将军。他主张是。
要抗战才能保家卫国，但是呢那个时候朝廷很腐败，很多人只想求和，就是我把土地给你，我把钱给你，但是你不要来伤害我。那个时候有靖康之耻，就是宋朝的两个皇帝，他们也姓赵，被北方的金人抓走了，抓走了以后变成奴隶，最后呢他们就来到了南方，到了杭州。Cậu bé này chắc là tầm học cấp 1 hoặc là cấp 2, đến chụp hết những cái thông tin ở trên đền Nhạc Phi để tham khảo, để đọc đó mọi người. Đến thăm đền Nhạc Phi ở bên bờ Tây Hồ Hàng Châu thì Hiền gặp một cái khung cảnh rất là cảm động. Đây là một người con trai đưa mẹ, dẫn mẹ của mình đến đây du lịch và thăm đền Nhạc Phi này mọi người. Con trai này cũng đã phải đến 5-60 tuổi rồi đó, mẹ già thì cũng rất là già rồi. Nhạc Phi là hiếu tử nổi danh nhất trong lịch sử. Ông là một trong những người con rất là có hiếu. Sau khi ông đầu quân cầm binh đánh giặc thì ông còn đón cả mẹ của mình, mẫu thân của mình là Diêu Thị vào trong quân doanh để hầu hạ. Chỉ lo sợ hầu hạ mẫu thân không được chu toàn, cho nên mỗi một đêm xử lý tốt quân vụ thì ông liền đến chỗ mẫu thân để vấn an, hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân. Khi mẫu thân sinh bệnh, Nhạc Phi tự mình nếm thuốc, quỳ đưa lên giường, ngay cả khi đi đường cũng nín thở mà đi, sợ hãi quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Phàm là dẫn quân xuất chinh, trước hết phải dặn dò thê tử Lý Oa hảo hảo phụng dưỡng mẫu thân. Khi nhạc mẫu thân qua đời vào tháng 3 năm Thiệu Hưng thứ 6, Nhạc Phi cùng trường tử là Nhạc Vân, chân trần thân phù linh linh gần ngàn dặm, tức là chân trần đưa tiễn mẹ về nơi ăn nghỉ cuối cùng cả ngàn dặm trường, từ Ngạc Châu, quy táng ở Giang Châu Lư Sơn. Nhạc Phi cho rằng nếu bên trong không thể khắc sự thân chi đạo, bên ngoài há lại có ái chủ chi chung. Con dấu của đền Nhạc Phi ra để đem về làm lưu niệm nhé mọi người nhé. Đây là lối đi vào mộ của Nhạc Phi. Bây giờ cùng theo chân bố Long và bé Lô đi đến mộ của Nhạc Phi nhé. Ở trong khuôn viên mộ của Nhạc Phi, nơi chôn cất của Nhạc Phi đó mọi người, thì có hai bên đặt 4 bức tượng gang. Đây là bức tượng gang của vợ chồng Tần Cối và Vương Thị này mọi người. Đây là hai kẻ đứng đầu chủ mưu hãm hại hai cha con Nhạc Phi và Nhạc Vân cùng rất nhiều những tướng lĩnh giỏi, vì hai kẻ bán nước hại dân này mà khiến cho gia đình họ Nhạc hồi đó tru di cửu tộc đó mọi người ạ. Đây cũng là hai nhân vật mà hãm hại cha con Nhạc Phi và Nhạc Vân cùng các cái quan lại triều đình tốt ở trong triều, Trang Trinh, Khớ, Quan Chí Mua, Vạn Ghi Tiết và Trương Quân. Còn đây chính là mộ của Nhạc Phi ở trong đền Nhạc Phi bên bờ Tây Hồ Hàng Châu, Trung Quốc mọi người nhé. Ở hai bên mộ của Nhạc Phi thì có những cái vị tướng tài giỏi mà bị hàm oan cùng với cả Nhạc Phi được người ta đúc lên để tưởng nhớ. Còn đây chính là mộ của Nhạc Phi và Nhạc Vân, con trai của Nhạc Phi.
Nhạc Phi có vé vào cửa là 45 tệ một người. Nếu như mà có dịp đến chơi Hàng Châu thì mọi người hãy nhớ ghé thăm đền Nhạc Phi, tham quan ngôi đền cùng nhớ lại câu chuyện của Nhạc Phi và viếng mộ của ông nhé. Video của Hiền đến đây cũng là khá là dài rồi. Tập sau thì Hiền xin mời mọi người cùng theo chân gia đình Hiền đi du lịch ở thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hello, hello. Hi. Lưu Phi Nga, hào hào à. Ồ, sau cửa hãy ổi cơ chất mà chân nhé. Đây sẽ là một chuyến du lịch cực kỳ thú vị và tuyệt vời vào mùa hè. Mọi người nhớ đón xem nhé. Nếu như mà mọi người cảm thấy thích video của Hiền thì hãy nhớ cho Hiền xin một đăng ký kênh. Còn những ai đã đăng ký kênh Hiền thì xin hãy cho Hiền xin một like và thả tim và bình luận cho Hiền nhé. Xin được cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp vào tập sau.